Xin mời âm nhạc. Nhìn đội này muốn hay à? Địch xuống tí à? Vương quá. Một chàng có tay thật lớn nữa nào. Yeah.
xin mời các em ngồi xuống. Về vị trí và ngồi xuống. Các em ơi, các em có thấy vui không? Cô cũng thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà hôm nay các em thể hiện được một chương trình văn nghệ thật là đặc sắc. Và bây giờ cô muốn hỏi các em một câu hỏi này.